Tối 11 tháng 2, tức ngày 30 Tết năm Canh Tý, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, trao quà Tết cho công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt. Trò chuyện với đội ngũ công nhân vệ sinh đô thị đang thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui khi thấy phố phường của thành phố Đà Lạt ngày càng xanh, sạch, đẹp, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách khi đến thành phố ngàn hoa. Để có được điều đó, có sự đóng góp rất lớn của tập thể lãnh đạo và công nhân đô thị thành phố Đà Lạt. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai trao 50 phần quà Tết tặng cho công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt trao 175 triệu đồng và các phần quà Tết tặng tập thể công ty.